Chào tất cả anh em nha. Hôm nay lại tiếp tục cái chuyên mục xả kho. Hôm nay thì đúng xả kho anh em. Anh em nhìn là biết hàng trong kho ra là chứ không đâu hết đấy. Đây này, lọc lựa nó cũng thể le mấy bãi đây này. Thì hôm nay giới thiệu anh em một cái sản phẩm khá là nhiều anh em cần ha. Vì rất là nhiều anh em bị cái tình trạng là những cái món ở đây là nó đã lô. Thì nó sẽ gặp phải cái tình trạng là xe anh em lửa rất là yếu và chạy rất là dở luôn. Thì hôm nay giới thiệu anh em một cái bộ ba sản phẩm, đó chính là cái đai bên trái của mình đây này. Đây là cục rờ le đề. Cục rờ le đề này nó có tác dụng kích đề cho cái đề anh em xe anh em ha. Bởi vậy anh em mà để chúng ta đề mà nó kêu cạch 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 mà nó không có được êm á, thứ nhất là do cục đề, còn thứ hai là do cái rờ le này nó quá yếu đi, nó không kích điện lên được nha. Thứ hai là cục sạc. Cục sạc này thì nó sẽ có hai công dụng. Thứ nhất là nó tăng cường cái dòng điện cho cái bộ lửa của anh em ha. Thứ hai là nó sẽ giữ lại lửa, nó sẽ giữ lại điện để truyền cái ngược cái điện này về một phần về cho cái bình đó. Thì thường á là cái này nó sẽ đi lửa với sạc, thì nếu mà đúng zin nó thì nó chạy rất là ngon nha, còn nếu mà lửa zin mà sạc lô thì chạy cũng dở, mà lửa lô mà sạc zin thì cũng dở ha anh em ha. Đó nên là nếu mà anh em chúng ta muốn á thì anh em mua cái sạc này về, cái sạc này rất là ngon nha anh em, chạy rất là ngon luôn, cũng của 110 với lại quen alpha này. Bên này là của cái này là cái cục chớp xi nhan zin Mitsuba Thái Lan. Thì nó có hai loại nha anh em, một là Thái Lan còn hai là Indo nha, chính Indo nha anh em, coi biết có Indo đâu, có thường thì có Indo đó nè, có Indonesia nữa. Đây thấy toàn là Mala Thái Lan rồi, xịn quá. Ra đây Thái Lan. Đa số là Thái Lan này nè, có một vài cái bộ khác thì nó của Indonesia nữa, nhưng mà nói chung là Thái Lan thì nó ngon nhất. Thái Lan thì nó thuộc dạng ngon nhất rồi. Đây. Đó, số 3 Thái Lan nên thấy không? Đó. Thì cục này là cái cục chớp xi nhan. Cục này thì nó có tác dụng là chớp cho cái xi nhan của anh em nó kêu ha. Chứ này thì nó cũng không có gì đặc biệt hết, nhưng mà nó được cái thì nó rất là bền ha. Nó bền hơn so với những cái hàng lô trên thị trường thì nó dễ bị vô nước, với lại nó chớp một thời gian là nó hết chớp được anh em, tại vì công tắc ở trong nó mòn nhanh mòn lắm. Còn này công tắc này thì nó trâu bò, nó không có chết được. Bởi vậy anh em thấy anh em đi xe zin á, ít khi nào nó bị hư mấy cái dàn điện lắm, nó hư mới hư mấy cái lung tung chứ nó cũng không hư dàn điện rồi. Vì dàn điện zin của Honda họ làm rất là ok, rất là ngon ha. Rồi thì quay trở lại thì nếu mà anh em chúng ta đi sửa xe thì anh em hay hiện tượng là những cái tiệm sửa xe ít cái chỗ nào mà nó có được những cái này zin lắm. Cho nên là chúng ta sẽ phải sử dụng phương án là thay hàng Việt Nam vô hoặc là hàng Trung Quốc. Thì nó thay vô thì cũng không vấn đề nha anh em, chỉ có điều là anh em sử dụng thì nó không ngon thôi, chứ thay vô thì vẫn chạy được ha. Rồi le đề của Trung Quốc anh em thay vô anh em đề vẫn được luôn, nhưng mà có cái là nó kêu dữ lắm, với lại nó sẽ không có mặn bằng cái này. Cái này anh em có củ đề ngon, anh em gắn cái này ngon vô là anh ấn một phát là lên, là không cần ấn phát thứ hai. Còn dụ cái rờ le đề mà nó lô hay là nó chứ không ngon á, anh em ấn hoài á, ấn phải 4-5 lần á thì nó mới lên được, với lại nó kêu nó cái tiếng é nó là dữ, kêu nó é nó mới lên ha. Còn cái cục sạc này thì anh em biết tác dụng rồi, cục sạc này thì tác dụng của nó rất là lớn ha. Nó duy trì cái dòng độ điện ổn định ở trong xe mình. Đó, nó nhỏ nhưng mà nó lại có vỏ nha anh em. Rồi và thứ ba là cái cục chớp xi nhan ở đây. Thì ba món này bình thường mình báo giá luôn cho anh em ha. Bình thường á, giá bình thường mình bán á, cái cục rờ le đề này giá là 150 một cục. Cục sạc này là 150 cho đến 200 ngàn một cục. Cái cục này là 50 ngàn một cục. Thì nó vào đâu khoảng 300 đến 350 một bộ. Thì hôm nay là bán luôn cho anh em giá 200 ngàn một bộ ha, đầy đủ ba món luôn. Nghĩa là bây giờ mỗi món thì nó chưa tới 80 ngàn nữa anh em, rất là rẻ. Đó, thì những anh em nào chúng ta có nhu cầu thì liên hệ với Đạt nha. Thì cái này khi gửi cho anh em á, Đạt cam kết với anh em luôn là cục sạc rồi le đề cũng như là cái cục chớp xi nhan, tất cả là đều là hàng zin theo xe hết nha. Đạt không bao giờ bán hàng lô cho anh em luôn. Lô thì Đạt sẽ nói là rô, còn cái nào mà nó đã bị hư hỏng thì Đạt sẽ nói là hư hỏng ha. Còn tất cả những ba món ở đây đều hoạt động tốt hết. Và thứ hai á là bao cho anh em sử dụng, cũng như là giá này là rất là khuyến mãi cho anh em rồi, thì Đạt nghĩ là nó sẽ rất là nhiều anh em cần luôn, tại vì xe anh em đa số là bị lô nhiều lắm và nó bị hư nhiều lắm. Anh em biết có một cái hiện tượng mà anh em biết là nó hư cái cục sạc này á, là anh em chúng ta chạy xe á, thì khi mà chúng ta tắt máy á, cái bình nó gần càng ngày nó càng hết đi nhờ, dù là cái bình nó ngon mới mới thay, nhưng mà cứ một thời gian là nó hết bình.
tại vì nó không được sạc ngược về bình đó nè, thì nó sẽ hết bình luôn. Thì anh em hay cục sạc Trung Quốc sạc cũng được nhưng mà nó yếu lắm, có nghĩa là cục sạc Trung Quốc thì anh em nó sạc cái dòng sạc của nó rất là chậm, thì việc mà anh em chúng ta đi một đoạn đường phải rất là xa hoặc là phải nóng máy cả tiếng 2 tiếng đồng hồ thì nó mới sạc lên cái bình anh em cho nó có điện được. Còn cái này anh em chỉ cần đi một chút xíu thôi, tầm 5-10 phút là nó sạc lên cái bình rất là mạnh rồi ha, chúng ta có thể sạc thoải mái rồi. Thì đó là cái lợi ích của những cái món đồ ở đây. Rồi led thì anh em biết rồi, rồi led lô thì nó dễ vô nước cũng như là nó nhanh hư vậy thôi, với lại nó có tiếng kêu hơi lạ. Còn cục này nó cũng không bền bằng cục điện theo xe, còn cục sạc thì nó sẽ mạnh hơn, như vậy thôi. Đấy thì tất cả đều ở đây đều là zin theo quay 110 thái này. Đây này, quay 110 thái anh em, thì ở đây nó sẽ có cái ký hiệu SH này. Nó có hai dòng nha, một dòng là ký hiệu như vậy, còn hai là ký hiệu như vậy, là nó đều của 110 thái hết nè. Nó là SH nè, ở trên nè, còn SH ở dưới nè. Còn có một loại nữa là Mitsuba. Mitsuba là đây. Mitsuba thì anh em, cái này Mitsuba là nó của Việt Nam nha. Những cái dòng như là Way Alpha thì nó sẽ là Mitsuba nha. Đó, hoặc là Super Rim đời cao. Đây, Mitsuba này. Đó, anh em thấy không? Còn cái chân xanh này, đây có một cái chân xanh này. Cái này là của S110 nha anh em. Đó, cũng của Việt Nam luôn. Đó thì những anh em lưu ý ha, đặt gửi cho anh em là cứ giới thiệu cho anh em như vậy để anh em biết, chứ không mất công mà lại gửi là anh em lại không biết thì anh em lại nó đổ lô. Nhưng mà nó đồ jean nó cũng rất là nhiều loại ha. Bên này cũng vậy. Bên này nó có hai loại. Một loại là của Denso, một loại là của Omron. Đây là cái cục này, là cục rồi lẻ đề đây anh em. Rồi lẻ đề là phía bên ngoài nó có một cái vỏ chụp bọc này. Đó, vậy thôi. Thì Denso thì nó sẽ ghi ở trên này luôn, và cái cục của nó là màu trắng đen như vậy nha, mất in ra băng. Đó, Denso như vậy. Còn cục của Omron thì nó sẽ ghi ở phía bên trong này anh em. Để mình sẽ lấy nét, cố gắng lấy nét cho anh em coi ha. Anh em thấy không, Omron. Đó, Omron nè, made in Japan luôn, nhưng mà nó sẽ chữ nó sẽ nằm vào trong, còn thân nó sẽ bóng như vậy ha. Đó, thì đó là hai cái khác biệt của hai cục lợi đề nha, nhưng mà nó vẫn là zin chuẩn của quay 110 thái hết nha. Đó, cái này thì anh em gắn thoải mái lắm, anh em gắn cho rim thái được, quay thái cũng được, phu chờ cũng được, super rim cũng được, quay alpha cũng được, anh em gắn nó là ok. Đó thì cái dòng điện nó rất là hợp với nhau ha, đúng không? Đa zin lựa zin thì nó gắn được cho nhau. Đó thì như anh em nào chúng ta mua liên hệ với Đạt số điện thoại 0915434973 nha anh em. Một bộ thì giá nó chỉ có 200.000 thôi, giá sale ngày hôm nay, chứ bình thường nó là 300 mấy. Đó thì những anh em nào mua liên hệ với Đạt nha, coi như là mua thứ này chỉ có 80.000 thôi, quá là rẻ cho anh em nha. Anh em nào mua liên hệ với Đạt số điện thoại 0915434973 anh em nha. Cảm ơn em rất là nhiều.